cá mập. Wow, nghe nói cá mập là nghe ớn lạnh rồi bà con ha. Nhưng mà ăn cá mập, ăn thịt cá mập nó còn tốt cho sức khỏe vô cùng đó bà con ạ. À, bởi vì ta ăn thịt cá mập vào thì những người nó tốt, nhưng mà không phải tốt là ai cũng ăn được. Đối với những người này và bệnh thế này, vui lòng đừng ăn cá mập để cho nó tốt cho bệnh của mình nha bà con. Người không nên ăn cá mập là người có bệnh tiểu đường, huyết áp, bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, trẻ em, người lớn tuổi, suy nhược, uống rượu, nóng trong người, chân tay lạnh là vui lòng đừng ăn thịt cá mập nha bà con. Nếu ta ăn thịt cá mập vào, bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có bệnh tiểu đường không nên ăn, người có bệnh huyết áp không nên ăn, bà bầu không nên ăn cá mập, phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn thịt cá mập, trẻ em, người lớn tuổi cũng không nên ăn thịt cá mập. Say rượu, uống rượu cũng không nên ăn thịt cá mập. Người nóng trong người, chân tay lạnh là vui lòng đừng ăn thịt cá mập này. Ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và không tốt gì cho sức khỏe cả bà con ơi. Ngoài ra cá mập nó tốt, nó tốt, cá mập là nó tốt cho răng, cá mập tốt cho xương, cá mập tốt cho cơ, tốt tốt cho tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường cho tim mạch, tốt chống viêm xương, sưng, chống viêm sưng, điều hòa nội tiết tố, cải thiện tinh thần tốt, làm đẹp da, ngăn ngừa khô da, bệnh da, lão hóa là tốt vô cùng bà con à. Cá mập nó tốt là nó tốt cho răng, tốt cho xương, tốt cho cơ, tăng cường hệ miễn dịch, tim mạch, chống viêm sưng, điều hòa nội tiết tố, cải thiện tinh thần tốt, làm đẹp da, ngăn ngừa khô da, viêm da. Lạ quá, là cá mập nếu ta ăn thịt vào thì nó tốt quá như vậy hả bà con, tốt vô cùng bà con ạ. Nó tốt vô cùng, nhưng mà không phải ta ăn bao nhiêu cũng được. Ăn không quá 140g một tuần, một tuần 7 ngày ta ăn không quá 140g. Một ngày ăn 20g, không được ăn hơn nha bà con. Nếu như vậy thì bà con thấy kênh video của chúng tôi ngày nào cũng ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Đời sống và sức khỏe, bà con vui lòng đăng ký đỡ 4 video đời sống và sức khỏe của chúng tôi đến với quý bà con, quý bà con cô bác, là bệnh gì, ăn gì, và bệnh gì, uống gì, bệnh gì không được ăn gì, bệnh gì không được uống gì. Bà con vui lòng đăng ký để ủng hộ, và đồng thời video chúng tôi nói về sức khỏe sẽ đến sớm với bà con, đến sớm với bà con. Bà con ơi, xin chào. Nào nào, chúc bà con thật vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, bà con ơi.